Đợt đó mà sờ ghê lắm á. Hôm qua tới đêm 10 giờ đêm luôn mà thấy nó ghê quá. Cái nhà dưới nó bị bãi mãi rồi kìa. Bãi cái tấm dưới đó. Phải đó, bãi cái tấm dưới lên nó. Úi trời, gió lớn quá. Úi trà đầu này một bầu trời trắng xóa luôn. Úi trà. Tạt cho mát luôn. Ghê quá. Bảo chưa vào mà đây mới gió ra hả? Bảo chưa vào mà gió đã lớn như thế này rồi đấy. Ghê quá. Bảo chiếu vào mà cả bầu trời trắng xóa rồi. Có mấy cái nhà nhỏ nhỏ ở phía dưới này sợ quá. Mấy cái nhà nhỏ dưới này mà nhà nóng đồ mê nó rất sơ lắm. Sợ ghê quá. Ngoài chị Dung chỗ có lớn chị Dung ơi. Ngoài đó chống bào sao đó chị Dung. Ở trong này gió to sơ quá. Ở trong này mà ở phòng trò ghê lắm. Nó bay ghế quá đấy. Bảo chứ vào mà gió đã lớn như thế này rồi đấy. Gió lớn nhưng mà nha, có cái nhà này bị tóc mái rồi này. Tóc cái mây dưới đâu phải. Cái mây dưới bay lên cái mây trên năm luôn. Gió như thế này tóc mái ngô sớm thì sờ sập nha. Dạ mưa mấy tiếng rồi nhưng mà chết anh á, vừa mưa lớn vừa gió lớn á. Nó rít từng cơn ghê lắm. Ở trong nhà mà nghe gió thôi nó rít rít từng cơn ghê lắm. Chạy 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 chạy. Khi nào anh xuống kêu em xuống với cái sợ ghê quá. Cầm cái máy quay mà rung không có quay nổi luôn á. Úi trời,
bảo cho tới mà gió đang mạnh ghê thế, thế này này bảo vào này có khi nó bốc nhà đi luôn á. Ở phía trong quay ra chứ á, có dám ra ngoài đâu, quay đâu, ở trong nhà quay ra đi chứ. Gió nó lớn ghê lắm. Ô trời trời trời, sợ ghê quá. Trời trời trời. Không phải ở ngoài đâu. Ghê quá anh ơi. Ở trong nhà nẹp quay ra mà có dám quay đâu. Gió nó lớn nó ghê quá. Đúng ra ở trong nhà quay đó ra ở phía ngoài thì chắc gió nó bay luôn rồi. Ôi trời ghê quá đi. Có thấy gì đây đâu nó. À, vừa bão này âm vừa gió này giờ mấy tiếng nữa mà chết ngợt á. Gió to mưa lớn lắm. Anh cứ cãi nên nó là mình chắc chắn thì đến nó mới gió thôi tối cái nó có rung đi đâu. Dạ ở thị trấn Đức Phổ Quảng Ngãi á, gió lớn lắm á, bảo chưa tới mà gió đã lớn như thế này rồi đó. Gió lớn lắm, mưa lớn mấy tiếng đồng hồ rồi. Em ở trong nhà quay ra mà tay đang rung cấp cấp máy cầm không có được nữa nè. Dạ thưa người miền Trung làm chi ạ? Hết lũ chứ đến giờ bão á, chỉ mong là bão quá nhanh á.
bên này gió to ghê hơn anh này, thằng thổi bên này quá này. Bên này là nó giảm xuống rồi. Con dừa gió bên này, ô cây dừa nó tẹp rồi anh kia. Có một cây dừa tẹp rồi. Cây dừa đây này. Tẹp tẹp mất nửa đấy, chuẩn bị ngã xuống luôn rồi. Có cây dừa chuẩn bị ngã xuống. Ô mới mưa mà ngập hết đường rồi kìa. Đường ở đó ngập luôn rồi. Có một cây dưa sắp ngã rồi ạ. Gió to mà mạnh quá, em thuyền nên cầm máy bị rúng nó chứ không có phải là em cố tình đưa máy rúng đâu.